Quý vị và các bạn thân mến, trong tập 3 tuần trước, chúng ta đã thấy được năng lực cũng như sức mạnh của các cầu thủ nhí của đội trưởng Mâu Thủy. Những khoảnh khắc tưởng chừng như vỡ òa trong chiến thắng, nhưng thật ra lại chỉ là khởi đầu cho muôn vàn khó khăn phía trước. Chúc mừng các bạn đã giành được phần thưởng đặc biệt của chương trình Cầu Thủ Nhí trước sự cạnh tranh không hề nhỏ tới từ hai đội còn lại. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Và đây đã là tuần thứ tư mà các cầu thủ nhí của chúng ta được gắn bó bên nhau rồi. Còn nhớ những ngày đầu tiên vừa mới gặp nhau thì các cầu thủ nhí của chúng ta có rất nhiều bỡ ngỡ cũng như có rất nhiều ngô nghê. Nhưng qua mỗi tuần với những bài tập của huấn luyện viên Minh Phương, chúng ta thấy rõ sự tiến bộ dần dần của các bé. Và với tuần thứ tư này cũng là một tuần vô cùng quan trọng để đánh dấu cột mốc tiến bộ rõ rệt dành cho các bé. Hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn thấy được sự trưởng thành của các bé trong tuần mới này. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ với huấn luyện viên Minh Phương và các cầu thủ nhí của chúng ta và những bài tập đầu tiên cho tuần mới này nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu tập. Chúng ta chia làm 4 nhóm. 1, 2, 3 và 4. Chúng ta khởi động. Thủ môn vào luôn. Thủ môn luôn. Rồi, nhìn thầy nha. Có làm động tác này được không? Một chân thôi, đá máu ngoài, một chân thôi, bắt đầu chân phải thôi. Nhẹ nhàng, được chưa? À, mình chạy về, mình làm chân trái, được chưa? Dễ không? Dễ. Đúng. Đúng rồi, vỗ mạnh lên, vỗ mạnh lên, kêu lên. Đúng rồi, chạy về làm chân trái, đúng rồi. Các cầu thủ nhí ơi, bây giờ đã là tuần tập luyện thứ 3 rồi. Các bạn phải tập trung hơn nữa nhá để chuẩn bị thật tốt cho những trận đấu quan trọng sắp tới. Chạy về là không đổi chân, quên rồi. Đúng không? Chạy về phải đổi chân chứ. Đúng rồi. Bắt đầu. Rồi. Chạy về nhớ đổi chân nha con. Go. Thôi lên, chạm tay bạn mình thôi lên. Cho sôi nổi lên. Bây giờ mình dẫn bóng. Mình dẫn bóng bằng mu bằng chân nha. Bóng trong tầm kiểm soát mình ha. Không để xa quá mà cũng không để gần quá. Không để bóng xa quá. Nó xa tầm kiểm soát của mình. Được chưa? Hai cái má ngoài, hai má ngoài mình đẩy ra để mình dẫn bóng, được chưa? Một hai, một hai, xong mình dẫn bóng lòn ở đây, lòn ở đây, để về cho bạn mình, được chưa? Dạ. Hiểu không con? Hiểu rồi. Rõ chưa? Hiểu. Lên, rõ chưa? Rõ. Let's go. Các bạn nhỏ ơi, đi bóng phải nhanh hơn nữa. Nhưng bây giờ thầy nói nè, các con dẫn bóng đúng không? Dạ. Thiếu cái gì? Thiếu tay. 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 Ngẩng mặt lên. Ngẩng mặt lên. Ngẩng mặt lên. Ngửa mặt lên. Đôi lúc mình cũng phải ngửa mặt lên để mình quan sát. Nhớ quan sát nha. Go. Xuân Trương, Huy Hoàng, Khánh Nam, Văn Tiến quan sát thật kỹ trái bóng để kiểm soát trong chân đấy nhá. Minh Phú đang rất khéo léo điều khiển bóng trong chân của mình. Đúng rồi. Đúng, hình như đó. Thiên Quý hơi mất tập trung hay sao ấy. Thôi. Khánh Nam đang có bóng, tốc độ rất tốt. Bây giờ thầy có bóng, bây giờ Trương muốn nhận bóng của thầy. Ở trong con là hậu vệ đó, là đối phương á. Con làm gì? Con phải chạy chỗ. Con phải tách đối phương ra. Thầy nói ví dụ nhá, ở đây là đối phương. Đúng không? Các con phải tách ra. Lùi xuống. Đúng rồi, lùi xuống. Xuống rồi. Để mình giữ qua bóng. Mở để thoát ra. Đối phương. Ê! Ê! Chuyền cho tốt hơn, không cần phải chuyền mạnh đâu con. Chuyền vừa phải cho bạn mình thôi. Ê! Đúng rồi, chuyền cho tốt hơn. Chuyền 5. Các cầu thủ nhí hình như chưa quen với việc xác định vị trí bản thân trên sân bóng thì phải. Chưa gì đã thấy các bạn hơi rối rối rồi đấy. Ê!
Sau buổi tập luyện, các cầu thủ nhí sẽ đến với một phần quan trọng trong tuần này, đó là game vận động cú sút chuẩn xác để có thể giành lấy quyền ưu tiên cho đội mình trong trận đấu vòng tròn loại trực tiếp của tuần này. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Cầu thủ nhí 2021. Thưa quý vị, và đây là trò chơi vận động. Trò chơi của chúng ta sẽ có tên gọi là cú sút chuẩn xác. Và cô Sam sẽ nêu rõ luật chơi của trò chơi này cho các con được nắm. Chúng ta sẽ gồm 5 thành viên, đó chính là 5 cầu thủ nhí. 3 cầu thủ nhí của chúng ta sẽ xuất phát điểm ở dưới chiếc phao đằng kia, sẽ trồng chiếc phao vào và cả 3 sẽ đi theo hình zig zag vượt qua những chướng ngại vật, cầm theo một quả bóng. Đến điểm đầu tấm sàn này thì chúng ta sẽ trao quả bóng đó cho bạn tiếp theo, bạn thứ tư. Và bạn thứ tư của chúng ta sẽ đi chân không vượt qua chiếc sàn rất là trơn trượt này và đến điểm này trao cho bạn thứ năm và thực hiện cú sút chuẩn xác. Nếu như sút trúng hồng tâm ở trên kia thì sẽ ngưng thời gian. Nếu như đội nào có được thời gian hoàn thành cú sút chuẩn xác nhanh nhất thì sẽ là đội chiến thắng. Và cô Sam thông báo cái này để cho tụi con lên tinh thần nè. Ngoại trừ phần thưởng của chương trình mà chúng ta sẽ nhận được dành cho đội chiến thắng thì đội chiến thắng còn sẽ nhận được đặc quyền vô cùng quan trọng. Đó chính là chúng ta được khóa một thành viên bất kỳ của đội đối thủ trong suốt nửa trận đấu. Và chúng ta sẽ thi theo thứ hạng chiến thắng của các đội trong tuần trước. Tuần trước đội của Mâu Thủy về nhất, cho nên là chúng ta sẽ thi trước, sau đó đến đội của ST và đến đội của Ali Hoàng Dương. Lại được ưu tiên, bởi vì thua. Các con hãy tự phân chia thành viên của đội mình vào các thứ tự để chơi nha. Xin mời đội màu xanh dương của chúng ta vào vị trí chuẩn bị. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần vượt qua thử thách dành cho đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy. Thời gian bắt đầu. Vậy là đội màu xanh dương sẽ xuất phát ở trạm thứ nhất với 3 thành viên Phú Quý, Thế Phong và Khánh Nam. Mà nói trước, chơi đúng luật đấy, không ăn gian đâu nhá. Dòng cho đủ nha, dòng cho đủ nha, dòng Quý cho đủ nha. Con. Không được phạm quy nha. Rồi, dòng này đúng rồi. Vậy là Minh Phú sẽ là người tiếp tục ở vị trí trạm số 2. Từ từ thôi, bé ơi, từ từ, hay quá. Liệu rằng Tấn Nam có đem được chiến thắng về cho đội Mâu Thủy ở lượt chơi đầu tiên này hay không? Quá xuất sắc, không cần mất thêm một lượt nào nữa. Đội xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy đã hoàn thành nhiệm vụ với thời gian rất ngắn. Xin chúc mừng đội xanh dương. Thưa quý vị, còn bây giờ thì sẽ là phần vượt qua thử thách dành cho đội màu xanh lá cây của đội trưởng ST. Thời gian bắt đầu. Đừng có bỏ nha, đừng có bỏ nha. Không biết với khởi đầu của Hoàng Thiện, Duy Tiến và Bảo Lâm ở trạm 1 thì đội xanh có rút ngắn được thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, qua đó có được chiến thắng trước đội xanh dương của đội trưởng Mông Thủy không nữa. Đúng. Bạn nào tốc độ nhất đi trước. Ok, chẳng rồi. Đứng bắt đi. Vậy là Văn Tiến sẽ là người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở trạm thứ 2. Nhớ rồi, bình tĩnh rồi. Tiếp tục vào vị trí. Đội xanh lá dường như có phần hơi gấp gáp sau cú sút hỏng của Thiên Quý. Game này á phải có tinh thần đoàn kết, phải đồng đội vào các bạn cầu thủ nhí ơi. Các bạn ơi, cổ vũ cho bạn mình nào. Rồi, đúng rồi. Tỉnh thôi quý ơi, tỉnh thôi. Không sao hết. Tỉnh thôi. Cố lên. Đừng bỏ qua mắt
Hay quá, hay quá. Từ quá xuất sắc đừng rồi. Đừng bỏ bất cơ nha, đừng bỏ bất cơ nha con. Đừng có bỏ cái trên cùng nha. Bây giờ mày trừ á. Ây da. Ông sao đi tiếp, đi tiếp. Dường như bộ ba ở trạm 1 sau khi đổi Hoàng Thiện đã có được sự ăn ý, di chuyển bây giờ khá nhịp nhàng. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Vậy là đội xanh lá đã quyết định thay đổi thành viên ở trạm thứ 3. Hoàng Thiện sẽ là người thực hiện cú sút cuối cùng. Trời ơi! Hết thời gian! Không sao hết! Quý vị, như vậy là rất tiếc, đội của đội trưởng ST đã cố gắng rất nhiều nhưng mà vẫn không hoàn thành được mục tiêu. Chúng tôi hy vọng vào đội tiếp theo, đội của đội trưởng Ali Hoàng Dương sẽ hoàn thành phần thử thách này thật tốt. Let's go! Với bộ ba là Hạo Khang, Hoàng Thiên và Huy Hoàng xuất phát ở trạm 1. Không biết là đội cam có thể rút ngắn khoảng cách giành được chiến thắng cuối cùng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! Đúng rồi, đúng rồi! Hello, đừng bỏ cọc, ba người nhá, đừng có bỏ cọc. Vậy là Nhật Tân là cầu thủ nhí sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở trạm thứ 2. Xuân Trương chính là cầu thủ nhí cuối cùng thực hiện cú sút chuẩn xác. Với lượt sút hỏng đầu tiên của đội mình, hình như Hạo Khang đã không còn giữ được bình tĩnh với các đồng đội. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ba người cùng nhau, phối hợp nha, không có bỏ cọc nha Thiên nha, không có bỏ cọc nha con nha. Cẩn thận kìa, à, Thiên à. Về, nhanh lên, Chưa chạm mức mà đã thảy bóng cho đồng đội rồi Tân ơi, đây là phạm luật đấy nha. Hoàng, tốc độ lên. Đừng có bỏ nha, cả ba cùng nhau, nha. Đi theo thôi. Người phía sau đi theo bạn đầu tiên. Đúng rồi, cùng nhau phối hợp, phối hợp cho tốt con. Đừng có giành đi, Đừng bỏ chạm, đúng rồi, Cố lên, bạn nào mệt nói chú đổi cho. Rồi về, bạn nào mệt nói chú. Bình tĩnh, con. Cắt được rồi. Come on, nhanh lên, Hoàng. Coi chừng bỏ bất cơ nha, Đừng bỏ bất cơ. Về. Vậy là sau hai lần sút bóng thì đội cam đã đổi Hạo Khang lên trạm 3 và Xuân Trương về trạm 1 để lấy bóng, di chuyển cùng đồng đội của mình. Tình hình là Xuân Trương hơi bị gấp, nắm cả áo đồng đội lôi đi luôn thế kia thì... Bình tĩnh, từ từ, làm lại, đúng rồi. Đứng lên con, đứng lên. Từ từ, đợi bạn mình phía sau nữa kìa. Nhắm đi. Nhắm. Cố lên con. Bình tĩnh. Xíu nữa thôi. Hết giờ. Thưa quý vị, như vậy là tình hình của đội màu xanh lá cây và đội màu cam không có hoàn thành được thử thách của chương trình. Do đó thì đội của đội trưởng Mâu Thủy sẽ được đưa ra quyết định là khóa bất kỳ thành viên nào của một đội trong hai đội trên. Vậy Mâu Thủy à, bạn đã có những cái sự lựa chọn cho bản thân mình chưa? Dạ vâng, em đã có một vài sự lựa chọn rồi. Và hiện tại thì trong team của em đang bàn lại đang bàn lại xem cái tên nào mới thực sự là khi mà khóa người đó lại thì cái cả team người đó mới lung lay. Vậy có thể nào cho Sam biết một vài sự lựa chọn mà mình đang nhắm tới không? Đó, đầu tiên đó chính là Xuân Trương. Bước lên con. Trời ơi, gương mặt sáng giá bước lên. Cô xin lỗi con nha, tại vì con bên đầu kia đó. Thứ hai đó là Hạo Khang.
thứ ba đó chính là Văn Tiến. Thứ tư đó chính là Bảo Lâm. Em đang suy nghĩ bốn cái tên này. Không có thủ môn thì sẽ như thế nào đây? Một cầu thủ về làm thủ môn. Rất căng thẳng, tình hình đang rất căng thẳng thưa quý vị. Và không biết quyết định cuối cùng của đội trưởng Mâu Thủy sẽ lựa chọn khóa cầu thủ nào trong bốn cầu thủ nhí đang đứng trước mặt chúng ta đây. Trước khi đến với trận đấu quan trọng trong tuần này thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những phút giây thương lượng của ba đội trưởng để xem đội trưởng Ali Hoàng Dương, ST Sơn Thạch có thể thuyết phục đội trưởng Mâu Thủy không khóa thành viên đội mình hay không. Theo như em nghĩ, nếu mà muốn để cho các bé có một sự cân bằng trong trận đấu thì cái đó cũng là một cái quyết định để mà có những cái trận đấu nó gây cấn. Còn nếu mà chỉ khóa những cái bạn mà quá mạnh thì trận đấu nó sẽ, mình nắm chắc được là ai sẽ thắng ai sẽ thua rồi thì các bé cũng bị thiệt thòi rất là nhiều. Cái này là sự lựa chọn của chị, nhưng mà em nghĩ là đội của em có duy nhất hiện tại thì chỉ có Trương là người có thể ghi bàn được, hoặc Khang là người có thể ghi bàn được, thì chị nếu được thì hãy ưu ái đừng khóa hai bạn đó đội của em. Ý là khóa hai bạn còn lại ok đúng không? Còn hai bạn đó nó vẫn đỡ hơn, nó vẫn đỡ hơn rất nhiều cho cái trận đấu nó có sự gây cấn. Nếu mà chị khóa luôn bạn tốt thì trận đấu chắc chắn mình đã nhìn ra được là ai sẽ thắng ai sẽ thua rồi thì coi nó không hấp dẫn. Còn anh thì sao? Anh hả? Anh thì thật ra là đội cam đang là đội thấp điểm hơn. Đội cam thì chưa có, thua rồi. Có một cái vòng nào thắng hết. Cho nên là nếu mà khóa đội anh thì anh cũng chấp nhận thôi. Nhưng mà nếu như mà để cho cuộc chơi thêm vui, tại vì đây là thì chị đừng khóa ai cả. Cuộc thi của các bé. Nếu mà không khóa ai cả thì sao? Oh wow. Nhưng mà thì chị sẽ là mẹ hiền, người mẹ hiền của 15 trẻ em. Dạ. Nếu khóa thì hãy khóa một trong ba bạn hồi nãy đá không được. Em nghĩ là làm sao để cho cái trận đấu nó gây cấn nhất, với lại hãy để cho các bạn được thể hiện tài năng mình. Tại vì một phút được ở trên sân cỏ là những cái giây phút mà... Nếu mà tính cho được trận đấu mà nó gây cấn á, giống như là chị khóa mấy bạn mà chưa có tốt lắm thôi thì em đã không lấy Trương của chị rồi. Thật ra là lấy Trương là cũng là một trong những cái điều để cân bằng cho 15 bạn thôi. Chứ không phải là em muốn lấy người mạnh từ đội chị đâu. Cái nỗi mà ấm ức này từ nhiều tuần trước thì chị vẫn còn nghiêng trong lòng và chị chưa thể nguôi ngoai được cái nỗi ấm ức này. Mà thôi, thật ra là 15 đứa mai mốt nó cũng hòa thành một thôi mà, đâu có riêng tư cái gì. Nếu mà ai cũng nghĩ vậy thì chết đội chị. Tại đội em thủ môn rất là thấp. Em thấy là Trương trong đội em không có hợp phong thủy không? Sao không hợp? Vòng đầu tiên không thắng, vòng đầu tiên không thắng, nhưng mà khi mà phong về đội chị lại hợp phong thủy. Nếu như khóa đội anh thì em hãy khóa một bạn nào mà kiểu, tại vì nếu mà đội nào mà có bốn người sẽ bị thất thế hơn, nên là khóa mấy bạn mà chưa thể hiện được nhiều cái khả năng, bởi vì mình vẫn nhìn một cái tổng thể cho các bạn tổng thôi. Dạ. Ok, thì sẽ quyết định sau khi mà hỏi ý kiến thành viên trong nhóm của mình. Dạ, con sẽ bắt một môn kia. Dạ con nghĩ là bắt chú, 45% bắt chú Ali, bắt chú Ali thủ môn thì là Trương bắt biết bắt gôn. Trương không biết bắt gôn. Không. Bắt một người một đội thôi con. Đúng rồi. Không, hai đội chỉ chọn một người thôi. Nhưng mà đội chú Ali chưa thắng lần nào lên cho chị đội chú thắng. Bây giờ cô đang nhắm tới là Bảo Lâm. Anh Tiến nhỉ? Bảo Lâm. Tiến. Đúng rồi. Mình đấu với đội kia mình đâu có tính công được đâu. Không cô. Thủ môn. Tiến là thủ môn đúng không? Anh Tiến. Bên kia không có ai biết bắt gôn đâu. Đội chú Ali chỉ có mỗi Tiến biết bắt gôn thôi, không ai biết bắt gôn nào. Còn đội chú Ali là cả Trương biết đó. Không rõ đội trưởng Mâu Thủy sẽ khóa bạn nào, nhưng hình như cả đội xanh dương đều muốn khóa thành viên đội xanh lá. Không biết là Văn Tiến hay Bảo Lâm sẽ là người bị khóa trong trận đấu vòng tròn loại trực tiếp sắp tới đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Vậy là sau khi thảo luận với các cầu thủ nhí của đội mình, đội trưởng Mâu Thủy đã thay mặt đội xanh dương khóa bạn Bảo Lâm của đội xanh lá. Thưa huấn luyện viên trưởng Minh Phương, anh có thể nào cho quý vị khán giả được biết là với đội hình ngày hôm nay hơi mất cân bằng một chút xíu ở đội của đội trưởng ST thì có sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bố cục trận đấu ngày hôm nay không ạ?
rõ ràng thì bất lợi rất là nặng. Trong thi đấu, kể cả sân 5 hoặc là sân 11 người, sân 7 người, mất một cầu thủ thì rõ ràng là thiệt hại rất là nặng nề. Những cầu thủ khác phải gánh thêm một vận động viên nữa của mình. Nhưng mà hy vọng là đội sẽ cố gắng hơn. Cố gắng hơn nữa bù đắp cho vị trí thiếu của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bốc thăm. Chúng ta vẫn sẽ có 3 lá thăm được đánh số từ 1 đến 3. Với cách tính vòng tròn loại trực tiếp thì nếu hai đội nào đã từng thi đấu với nhau thì khi quay trở lại gặp nhau nữa sẽ không cần đấu trận thứ 3. Và bây giờ thì cô Sam xin mời đại diện của 3 đội lên để bốc thăm. Rồi, rồi giữ nha, rồi chạy về liền nè, chạy về liền, giữ đi, đừng mở nha. Đừng mở nha. Rồi. Không mở nha. Rồi, bây giờ thì xin mời... Ủa, mở rồi hả? Dạ, nghĩ là giữ sức được một trận đó. Đội may mắn nhất hôm nay đã bốc trúng số 3 đó chính là đội của đội trưởng ST. Đội của đội trưởng Ali Hoàng Dương số 1 và đội của đội trưởng Mô Thủy số 2. Như vậy là chúng ta hãy cùng đến với trận đấu đầu tiên của đội màu xanh dương và đội màu cam. Thưa quý vị, như vậy là sau 3 tuần luyện tập cùng các bé và huấn luyện viên trưởng Minh Phương, hy vọng là các đội trưởng của chúng ta đã có cho mình những chiến thuật riêng cũng như những kinh nghiệm để có thể giúp cho các bé chiến thắng trong trận thi đấu quyết định này. Và trận thi đấu này sẽ là một trận vô cùng quan trọng, bởi vì sau trận này thì huấn luyện viên trưởng Minh Phương sẽ chọn cho mình 5 cầu thủ nhí xuất sắc để trở thành đội hình tiêu biểu. 10 thành viên còn lại sẽ được chia làm 2 đội, đó chính là đội hình hậu cần và đội hình cổ vũ. Với 2 đội hình này sẽ do đội trưởng thắng cuộc ngày hôm nay lựa chọn ra. Còn một điều đặc biệt nữa trong ngày hôm nay, đó chính là đội nào giành chiến thắng thì đội trưởng của đội đó sẽ trở thành đội trưởng của đội hình tiêu biểu. Còn ngay bây giờ sẽ là trận thi đấu đầu tiên giữa đội màu cam của đội trưởng Ali Hoàng Dương và đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy. Xin phép bắt đầu. Bóng đang trong chân của Khánh Nam. Sút. Xuân Trương đã cản phá được cú sút của Tấn Nam. Trương, Trương, Trương lên Trương. Thế Phong đã cản được đường bóng của Xuân Trương. Bóng đang về chân cầu thủ nhí Hạo Khang. Sẽ là cú sút của Khánh Nam. Tấn Nam đã ra hiệu cho đồng đội nhưng rất tiếc là bóng đã không tới được chỗ của Tấn Nam. Là Khánh Nam, tuyệt vời, xuất sắc quá Nam ơi, xin chúc mừng đội xanh dương. Nguyễn, cố gắng hơn. Cản lại. Xuân Trường đang giữ bóng rất tốt. Lên Trường ơi, lên Trường ơi, xuống ơi, không vào. Bóng lại trong chân Xuân Trương. Hàng hậu vệ của đội xanh dương không cản nổi tốc độ của Xuân Trương và sút. Sút. Lần này thủ môn Phú Quý đã không thể bảo vệ được cầu môn của đội mình. Xin chúc mừng đội cam. Tỷ số được cân bằng 1-1. Về. Tình huống để mất bóng của Nhật Tân. Khánh Nam sút không qua được hậu vệ Nhật Tân rồi. Sút đi nào. Nhật Tân đã ghi được bàn thắng thứ 2 cho đội cam. Hay quá, chúc mừng đội cam. Thân mến, vậy là chiến thắng chung cuộc đã thuộc về đội cam của đội trưởng Ali Hoàng Dương với tỷ số cuối cùng là 2-1. Thưa quý vị, ở trận đấu
đấu đầu tiên thì đội của đội trưởng Ali đã chiến thắng đội của đội trưởng Mâu Thủy. Và ở trận thi đấu thứ hai này sẽ là phần thi đấu của đội trưởng Mâu Thủy và đội của đội trưởng ST. Nếu như đội của đội trưởng Mâu Thủy giành chiến thắng thì chúng ta sẽ không có trận thi đấu thứ ba, mà chiến thắng chung cuộc, hạng nhất sẽ thuộc về đội của đội trưởng Ali Hoàng Dương, hạng nhì sẽ thuộc về đội của đội trưởng Mâu Thủy và hạng ba sẽ đương nhiên thuộc về đội của đội trưởng ST. Nhưng nếu như đội của đội trưởng ST giành chiến thắng ở trong trận này thì đội của đội trưởng ST sẽ bước vào trận thi đấu thứ ba cùng với đội của đội trưởng Ali để tranh hạng nhất nhì. Bây giờ sẽ là trận thi đấu thứ hai của ngày hôm nay giữa đội của đội trưởng Mâu Thủy và đội của đội trưởng ST. Bắt đầu. Hiện tại đội xanh lá đang đá trên sân với đội hình yếu thế hơn đội xanh dương vì đã bị khóa mất một cầu thủ, và đó là Bảo Lâm. Vậy nên đội xanh lá cần phải bình tĩnh, tập trung, nếu không đội xanh dương sẽ có cơ hội ghi bàn. Bóng đang trong chân Thiên Quý, sút không vào. Cú sút của Thiên Quý không làm khó được Phú Quý. Pha dứt điểm của Duy Tiến rất mạnh nhưng tiếc là bóng lại vọt xà ngang. Anh kèm Nam thế. Tình huống để mất bóng của Khánh Nam, hiện truyền cho Thiên Quý, sút. Lâm, từ từ để bóng chết con. Cuối cùng cầu thủ nhí Bảo Lâm đã được vào sân. Với đội hình đủ thành viên, chắc chắn đội xanh dương phải xem lại chiến thuật thi đấu khi hiện đang bị đội xanh lá dẫn trước. Tiếp tục. Có thể để bóng vào trong không? Có thể để bóng trong được. Đội xanh dương bắt đầu thấy lo lắng rồi, đã có những pha đi bóng không chuẩn xác. Hình như đội trưởng Mâu Thủy cũng không nhận ra điều này. Làm gì mà làm sai ta? Bên này nè, bên Lâm nè. Hay quá, được bạn ơi, hay quá. Hay quá Nam. Duy Tiến lại có bóng, sút. Không được, bóng đã ra biển. Thiên Quý không qua nổi hàng hậu vệ dày đặc của đội xanh dương. Nhưng tiếc bóng lại đi ngang qua khung thành của thủ môn Văn Tiến. 30 giây nữa. Có vẻ đội trưởng Ali đang rất lo lắng vì tỷ số trên sân đang nghiêng về đội xanh lá. Quý vị và các bạn thân mến, với pha ghi bàn của Thiên Quý, đội xanh lá đã giành được chiến thắng trước đội xanh dương và sẽ có một trận đấu tranh nhất nhì với đội cam. Chúc mừng các cầu thủ nhí đội xanh lá của đội trưởng ST Sơn Thạch.
cô em có quạo. Nam cộng chồng cộng đâu bao nhiêu bạn? Bây giờ im. Im nghe Nam nói nè. Nam nói gì nói con nghe cho nguyên nhóm nghe luôn. Đá mình xuống này cứ quạo 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 xong rồi có tinh thần đồng độ mà đá luôn. Ai quạo? Cô, ai quạo? Đây nè. Nãy nói sao? Tập sau có quạo nha. Bây giờ đang nói cái vụ quạo đừng có bán qua cái vụ đau. Đau rồi từ từ nó hết đau. Đây. Không có quạo gì con. Hôm nay đội Thủy thì cũng có hơi gọi là đồng đội hơi bất đồng chút xíu. Và ngoài trừ cái việc mà bất đồng thì đá này nó cũng lung tung, nhưng mà mỗi người đứng cái vị trí của mình đang rất là hoàn thành, rất là xuất sắc rồi. Chẳng qua là hôm nay là hơi xích mích nhẹ thôi, cũng không có sao cả. Mình chẳng lẽ trong cuộc chơi mình thắng hoài đúng không? Mình chơi trong cuộc chơi mình chơi mình phải sao? Đúng rồi, có thắng có thua. Cho nên là mình không có thể nào mà mình thắng hoài được. Hôm nay thua thì mai sao? Thắng. Đúng rồi đó chứ. Thưa quý vị, và đây sẽ là trận thi đấu quyết định ở trong tuần này. Quyết định xem đội nào sẽ về nhất giữa đội màu cam của đội trưởng Ali Hoàng Dương và đội màu xanh lá của đội trưởng ST. Trận đấu của chúng ta bắt đầu. Vậy là trận đấu này, cầu thủ Bảo Lâm của đội xanh lá vẫn sẽ bị khóa nửa trận. Hy vọng đội xanh lá sẽ giữ được phong độ như trận đấu trước với đội xanh dương. Về. Thiên. Thiên chắc vô Thiên ơi. Rất yes, tốt. Lên. Xuân Trương đã cản phá được cú sút mạnh và căng lên, của Duy Tiến. Cố lên. Đúng vậy. Trương cố gắng nào Trương. Về. Lúc này Bảo Lâm đang rất bối rối và lo lắng khi đồng đội trên sân liên tục phạm lỗi. Đây. Về. Vâng, Hảo Khang đã không gây được nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Văn Tiến. Lên Trung ơi, lên Trung ơi. Lên. Phòng thủ. Ê, đừng có rời sân. Yes. Đừng có rời không lại. Bóng lại một lần nữa về. Tiếp tục. Lên Khang ơi. Tuyệt vời! Nhờ cú chuyền bóng của Hào Khang, Hoàng Thiên đã ghi được bàn thắng mở tỷ số cho đội cam. Xin chúc mừng Hoàng Thiên! Giỏi lắm! Giờ là người dơ. Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng Bảo Lâm cũng đã được vào sân. Tình huống phạm lỗi đẩy người của Văn Tiến. Văn Tiến mặc dù phạm lỗi nhưng hình như không phục lắm khi bị huấn luyện viên Minh Phương xử phạt thẻ vàng. Tiến sắp khóc rồi, hình Tiến sắp khóc rồi. Khang. Kìa. Ba. Tình huống vừa rồi Thiên Quý đã để bóng chạm tay. Tấm thẻ đỏ. Vâng, tấm thẻ đỏ. Vậy là Thiên Quý sẽ phải rời sân. Cố lên Trương ơi. Xuân Trương sút. Yeah. Wow. Đội ca
số lên 2-0 và tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Chiến thắng thuộc về đội cam. Xin chúc mừng các cầu thủ nhí của đội trưởng Ali Hoàng Dương. Một phần là bên kia câu gió, một phần là bên kia khinh thường con. Đợt con chưa có đủ người trên sân nên là yếu thế hơn. Bạn Trương chọc ghẹo con với cả em Thiện để bạn câu giờ, đấy là không chơi fair play. Ngày hôm nay con thấy hai bạn thủ môn, bạn Tiến và bạn Hoàng chơi tốt. Nếu mà đội con đủ người là thắng bên kia luôn. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cầu Thủ Nhí 2021. Rất là vui và vinh dự khi ngày hôm nay đội cam đã chiến thắng, bởi vì với những cái sự cố gắng tiến bộ cực kỳ của đội cam cũng như là sự ưu ái của cô Mâu Thủy dành cho đội cam, đó chính là không khóa một thành viên trong đội. Nó cũng làm nên rất là nhiều những sự may mắn trên sân đấu ngày hôm nay. Và đó cũng là một trong những cái điều mà Ali cảm thấy rất là biết ơn cô Mâu Thủy. Còn lần chiến thắng đầu tiên này, Ali cảm nhận được là đó là một sự dung hòa của tất cả các bé đội cam để các bé có thêm ý chí và cố gắng hết mình trong những trận đấu tiếp theo. Do trước đây đội xanh lá đã từng chiến thắng, đội xanh nước biển đã từng chiến thắng, và ngày hôm nay đội cam chiến thắng thì đó là một cái sự rất là bình đẳng để cho tất cả các bé đều có ý chí và cố gắng hết mình trong chương trình Cầu Thủ Nhí năm nay. Rất hy vọng mọi người hãy đón xem và luôn luôn ủng hộ tất cả 15 thí sinh nhé. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị, như vậy là kết quả của trận đấu vừa rồi cũng đã quyết định kết quả chung cuộc của tuần này. Đội về hạng nhất đã thuộc về đội cam của đội trưởng Ali Hoàng Dương. Và đội về nhì trong tuần này thuộc về đội màu xanh lá của đội trưởng SD. Đội tạm thời về ba trong tuần này đó chính là đội màu xanh dương của đội trưởng Mâu Thủy. Đội về nhất của chúng ta, mỗi bạn trong đội sẽ nhận được 3 điểm thưởng. Đội về nhì, mỗi bạn sẽ nhận được 1 điểm thưởng. Và đội về ba sẽ không nhận được điểm thưởng nào hết. Như Xanh thông báo ban đầu thì quyền ưu tiên dành cho đội trưởng của đội thắng cuộc ngày hôm nay, đó chính là sẽ trở thành đội trưởng của đội hình tiêu biểu để đá trong tuần sau. Chúc mừng Ali Hoàng Dương. Và một đặc quyền nữa cho bạn, đó chính là bạn được quyết định trong hai đội trưởng ST và đội trưởng Mâu Thủy, ai sẽ chịu trách nhiệm về hậu cần và ai sẽ chịu trách nhiệm về cổ động. Em hiện tại em chọn luôn mà. Ừ. Thật ra ngày hôm nay với anh chiến cổ thắng... vũ cho anh biết nhảy giúp mua. Ok. Với cái sự chiến thắng của đội cam tuần này thì đó cũng là một trong những sự cố gắng của các bạn cầu thủ team cam rất là nhiều, cũng như là sự may mắn khi mà không được cô Mâu Thủy lựa chọn để ý tới để khóa một thành viên trong đội của Ali. Do đó nên là team của Ali xin được chọn cô Mâu Thủy để làm cổ vũ, đội trưởng của đội cổ vũ, và ST sẽ là đội trưởng của đội hậu cần. Số đội hậu cần. Đây là một lời cảm ơn cô Mâu Thủy đã Ali ơi, giúp Ali chiến thắng. Là... trong team của Mâu Thủy nó là thích nấu ăn hơn. Ồ, hiện tại thích nấu ăn hơn. Mà anh ST cũng thích cổ vũ hơn. Ok, cho nếu mà như là... vậy thì theo như những cái thu thập ý kiến từ tất cả các bạn cầu thủ nhí cũng như là đội trưởng thì Ali xin phép được để cô Mâu Thủy là đội trưởng của đội hậu cần. Cần. Và chú ST sẽ là đội trưởng của đội cổ vũ. Cổ vũ, yeah! Có tin cả làng, có cả làng. Các bạn ơi, 5 cầu thủ nhí xuất sắc trong đội hình tiêu biểu sẽ do huấn luyện viên trưởng Minh Phương quyết định. Nhưng anh Phương sẽ bật mí trong tuần sau, đúng không ạ anh Phương? Đúng rồi, tại vì cái này 15 em, phải nói là 15 em cũng rất là xuất sắc, không có thiên vị về một em nào hết. Nhưng mà rõ ràng thì để nghiên cứu cái đội hình 15 người mà chỉ chọn có 5 bạn thôi, rõ ràng rất là khó khăn. Minh Phương phải về xem lại băng ghi hình, nghiên cứu trong thời gian qua vừa rồi, không những chuyên môn mà trong vấn đề sinh hoạt và tác phong, để coi bạn nào nhiều lúc có bạn đá rất là tốt nhưng mà sinh hoạt kỷ luật không tốt cũng không nằm trong đội hình tiêu biểu. Đó là tiêu chí
của Minh Phương là phải chọn vừa đá bóng tốt và vừa giữ kỷ luật tốt trong đội của mình. Dạ, có lẽ là các bạn cầu thủ nhí của chúng ta cũng sẽ rất là hồi hộp để chờ đợi sự quyết định của huấn luyện viên trưởng Minh Phương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến buổi sinh hoạt chung hàng tháng dành cho các cầu thủ nhí. Anh thích xem phim và uống, và ăn bắp và uống nước ngọt hả chú? Bây giờ mình xem phim nào đây ta? Ý, ở nhà con với ba mẹ con hay xem phim ở đây nè. Ở đây có nhiều bộ phim hay lắm. Xem ở đây hả? Dạ. Wow. Chú xem phim Pokemon đi chú. Con thích xem phim Doraemon chú. Doraemon. Chú có phim Thám Tử Đường Danh Conan đi chú. Conan, mỗi bạn một phim vậy. Vậy bây giờ mình chốt cái phim này nha. Dạ. Xin chào các con. Hello. Xin chào ba đội trưởng. Chào các con. Ngày hôm nay là ba đội trưởng và các con đang làm gì mà vui quá vậy? Đang cắm trại. Dạ, cắm xem phim. Được xem phim và đi cắm trại luôn. Dạ. Hôm nay là nhất tụi con rồi đó nha, quá sướng luôn. Lát nữa cho cô Sam coi phim chung với được không? Dạ được. Mà thường coi phim á là người ta phải có nước nè, có bắp nè. Có thể cho cô Sam một phần nha. Cô Sam liền. Dạ. Ôi, trời ơi, hiếu khách quá. Nước thì tự lấy nha, nước thì tự lấy, bắp bọc kê luôn. Lát nữa chúng ta ngồi trong lều này Quý vị và các bạn thân mến, sau mỗi một tháng luyện tập, thi đấu, các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ có được một buổi hoạt động cắm trại hay là xem phim cùng với nhau rất là vui vẻ. Hy vọng các bé sẽ yêu thích những hoạt động ngoại khóa thú vị này. Trong tuần này, các cầu thủ nhí của chúng ta vừa trải qua một trận đấu vô cùng căng thẳng và ý nghĩa. Và những thành viên nổi trội của đội hình tiêu biểu cũng đã dần lộ diện. Không biết 5 thành viên nào sẽ trở thành đội hình chính thức của đội hình tiêu biểu đây? Sam đang rất nóng lòng mong đợi và chắc hẳn là quý khán giả cũng như vậy đúng không ạ? Hãy cùng chờ đợi xem đội hình tiêu biểu sẽ lộ diện vào tập sau nhé. Quý vị khán giả hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình 15:10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm tuần này cũng xin được khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những khởi đầu cho muôn vàn thử thách khó khăn hơn đang chờ đón các bạn cầu thủ nhí. Tuần sau, đội hình tiêu biểu sẽ xuất hiện và có một trận đấu quan trọng với các khách mời đặc biệt của chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành và ủng hộ cho các bạn cầu thủ nhí nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.